thử thách cầm 20k vô Bách Hóa Xanh sẽ mua được những đồ ăn vặt gì, cùng theo chân mình nha. Let's go. Đầu tiên mình sẽ chọn một quả trứng màu hồng, nhưng nó mắc quá, mình phải bỏ lại thôi. Ở đây có rất nhiều bánh kẹo, nhưng mà mình không có đủ tiền, mình sẽ chọn cái khác. Yeah, mình đã tìm được một gói snack mì ăn liền và một gói bánh que rồi nè. Bỏ vào giỏ rồi đi tìm thêm một sản phẩm nữa nào. Các bạn cùng chờ xem nha. Ta-da, mình đã tìm thêm được một gói snack qua tay chiên rồi nè. Cùng mình ngắm xem trong giỏ có những gì nào. Bây giờ thì mời các bạn cùng mình đi tính tiền nha. Yeah, mình vẫn còn dư được 1.000 nè. Các bạn nhớ đăng ký để xem thêm nhiều video của mình nha. Bây giờ mình sẽ ăn những món mà mình đã thực hiện thử thách ngày hôm qua. Let's go. Đầu tiên mình sẽ ăn món snack khoai tây vị trôm biển. Nó rất ngon, giòn giòn, mặn mặn, có vị trong biển mình rất thích. Mình sẽ chấm cho nó 10 điểm luôn. Nhìn lại thấy mình ăn xấu quá trời quá đất luôn. Thứ hai, mình sẽ ăn gói snack mì tôm này. Nó có vị mặn mặn, ngọt ngọt, giòn tan trong miệng. Cuối cùng, mình sẽ ăn gói bánh que thái đỏ. Nó có vị mặn mặn, cay cay, nhưng mà không cay lắm đâu nha mọi người. Nên bạn nào biết ăn the the vậy thì ăn nha. Nói chung là ba món đều ngon, nhưng mà mình thấy hai món đầu là ngon nhất. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh mình nha. Cảm ơn.